bộ thứ năm bộ ngữ tông kathavatthu cung kính đến đức thế Tôn ứng cúng chánh biến tri đại phẩm thứ nhất phần nhân ngữ gala kathai một tự ngôn sakavadi ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ paravadi phải rồi tự ngôn chân thể siêu lý nào mà ngài nhận thấy đó thời thuộc là người phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn ngài nên lãnh hội nhấn mạnh cho rằng nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó mới nói chân thể siêu lý nào mà ngài nhận đó thì chân thể siêu lý ấy là người thời tường thuật rằng chân thể siêu lý thật là người cũng không nên nói chân thể siêu lý nào mà ngài nhận thấy đó chân thể siêu lý ấy là người vì thế vậy sai cũng không nên nói chân thể siêu lý mà ngài nhận thấy đó là người thời quyết không nói nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà có thể nói thật người nhận thấy được chân thể siêu lý cũng không nên nói chân thể siêu lý nào mà ngài nhận thấy đó chân thể siêu lý ấy là người thế vậy sai dứt phần ngữ thuận anuloma panchaka hai phản ngữ ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ chân thể siêu lý nào mà ngài không nhận đó chân thể siêu lý ấy là người phải chăng tự ngôn không nên nói thế đó phản ngữ Ngài nên lãnh hội cách nghịch hành, Patikamma. Nếu mà ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó mới nói chân thể siêu lý nào mà ngài không nhận thấy đó. Chân thể siêu lý ấy là người ư? Có thể nói, thật là người không nhận thấy chân thể siêu lý cũng không nên nói chân thể siêu lý nào mà ngài không nhận biết đó chân thể siêu lý ấy là người vì thế vậy sai cũng chớ nên nói chân thể siêu lý nào mà ngài không nhận thấy đó chân thể siêu lý ấy là người thời quyết không nên nói không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà có thể nói thật là người không nhận thấy chân thể siêu lý cũng không nên nói chân thể siêu lý nào mà ngài không nhận thấy đó chân thể siêu lý ấy là người vì thế vậy sai dứt tứ phần nghịch hành bati Kama cha tukka cha ba phản ngữ nhưng mà cứ nói hẳn không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý cũng không nên nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý không nhận thấy người đó bằng chân thể siêu lý ư có lẽ do nhân đó, ngài mới lệ trí hạn chế người thế này bằng cấp trí này cũng phải nhấn mạnh cách này. Như thế, tôi mới nhấn mạnh ngài mà ngài bị nhấn mạnh đã đúng lắm. Dù rằng ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó mới nói, thật tướng nào thành chân thể, thành siêu lý, không nhận thấy người đó theo thực tướng đó bằng chân thể siêu lý phải nói rằng không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thực tướng nào thành chân thể thành siêu lý không nhận thấy người đó theo thực tướng đó bằng chân thể siêu lý vì vậy sai nhưng nếu không nên nói thực tướng nào thành chân thể thành siêu lý nhận thấy người đó bằng chân thể siêu lý cũng không thể nói không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà phải nói rằng không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý không nhận thấy thật là người bằng chân thể siêu lý như vậy đây là sự sai của ngài dứt tứ phần chinh lệ hacha tukka 4. Phản ngữ. Dù chúng ta nhấn mạnh ngài, thành ra nhấn mạnh xấu xa, xin ngài nhận thấy đồng một cách trong chỗ ngài nhấn mạnh ta. Trong bổn phận là phải nói đặng rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không phải nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý tôi cũng vẫn là người cấp trí về phần bảo đảm người thế này bằng cấp trí này mà ngài không nên nhấn mạnh cách này như thế ngài nhấn mạnh ta ta mới bị hẳn nhấn mạnh xấu tức là nhấn mạnh như vậy dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó, ngài mới nói rằng thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý. Tôi mới nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý ư? Phải nói đặng rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không thể nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý. Tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể bằng siêu lý, thế này sai nhưng nếu không nên nói rằng thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý ư cũng không thể nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thật trong vấn đề đó như vậy tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không phải nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý tôi nhận thấy người ấy theo thật tướng ấy bằng chân thể siêu lý. Như đây là sự sai của Ngài. Dứt phần tứ chủng dẫn nhận. Ubanaya Chatukka năm Phản ngữ Tôi không thể bị nhấn mạnh thế này. Chính do nhân đó mà Ngài nhấn mạnh tôi rằng, dù rằng ông nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó, ông mới nói, thật tướng nào thành chân thể, thành siêu lý. Tôi nhận thấy người ấy theo thật tướng ấy bằng chân thể siêu lý ư? Ông mới nói đặng rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không phải nói thật tướng nào thành chân thể, thành siêu lý. Tôi nhận thấy người ấy theo thật tướng ấy bằng chân thể siêu lý, như đây sai nhưng nếu không phải nói rằng thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý cũng không cần nói tôi nhận thấy người theo chân thể siêu lý ông nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không phải nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý như đây sai. Như vậy mới trở thành sự sai của ông. Chính do nhân đó mà ngài đã nhấn mạnh bằng cách không đúng cách. Trái lại của tôi đã làm đúng. Cách dẫn nhập của tôi đã làm đúng rồi. Dứt tứ phần chinh lệ. Nigama chatukka. Dứt chinh lệ thứ nhất. Nigaha sáu phản ngữ ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ thật tướng nào thành chân thể siêu lý ngài không nhận thấy người ấy theo thật tướng ấy bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn không nên nói thế đó phản ngữ ngài nên lãnh hội nhấn mạnh dù ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó mới nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý mà có thể nói đặng như vậy tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không phải nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý Tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, như thế vậy sai. Nhưng nếu không phải nói rằng thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý. Cũng không cần nói tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói đặng rằng Tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không phải nói thật tướng nào thành chân thể, thành siêu lý. Tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, như vậy sai. Giấc ngủ chủng đối lập. Pacchanika, Panchaka. 7. Tự ngôn ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn thật tướng nào là chân thể siêu lý ngài nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý như thế là sai nhưng cũng không nên nói rằng thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý như vậy là sai. Dứt tứ chủng nghịch hành Bhatikama Chatukka 8. Tự ngôn Ngài cũng còn lập trường như vậy, nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. Nhưng không phải nói thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý như vậy là sai do nhân đó ngài vẫn còn bảo vệ lanh lẹ theo hướng người như thế bằng cấp trí như thế cũng nhấn mạnh như thế bởi vậy chúng tôi mới nhấn mạnh ngài chính ngài đã bị nhấn mạnh đúng dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không thể nói thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý thế vậy là sai nhưng không nên nói rằng thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói là tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý. Thế vậy là sự sai của Ngài. Dứt tứ chủng chinh lệ Nikgaha Chatukha 9. Tự ngôn Dù nhấn mạnh mà chúng tôi làm cho Ngài đây thành ra nhấn mạnh xấu xa, Ngài nên nhận thấy cho đồng như nhau. Còn sự nhấn mạnh mà Ngài làm cho chúng tôi trong bổn phận là nên trình bày rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý chúng tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý chúng tôi cũng là người vẫn lệ trí phần bắt bẻ người cách ấy do lệ trí này mà ngài không nên nhấn mạnh thế này bởi vậy ngài nhấn mạnh chúng ta cho nên chúng ta mới bị nhấn mạnh xấu luôn. Tức là nhấn mạnh như vậy. Dù rằng ông không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó ông mới nói rằng thật tướng nào là chân thể siêu lý. Tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý chúng tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý như vậy là sai nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý như thế đây là sự sai của ngài dứt tứ chủng dẫn nhập 10. Tự ngôn Chúng ta không đáng bị nhấn mạnh cách ấy. Chính do nhân đó mà Ngài nhấn mạnh chúng ta như vậy. Dù rằng ông không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó Ngài mới nói như vậy. Thật tướng nào là chân thể siêu lý? Tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý thế vậy là sai nhưng cũng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó, bằng chân thể siêu lý cũng không nên nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng cũng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý. Tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý. Như thế vậy là sai. Vì vậy mới trở thành sự sai của ngài. Chính do nhân đó mới nhấn mạnh mà ngài đã làm thật không đúng. Trái lại, tôi đã làm đặng đúng cách tiến diễn của tôi, hẳn là làm đặng trúng. Dứt tứ chủng toát yếu, Nigama chatukka. Dứt chinh lệ thứ hai, Nigaha 11. Tự ngôn. Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. Sacci katha baramatha phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Ngài nhận thấy người trong mọi chỗ bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Ngài nên lãnh hội Chinh lệ Nigaha, dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó, ngài mới nói rằng tôi nhận thấy người trong mọi chỗ bằng chân thể siêu lý, mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thấy người trong mọi chỗ bằng chân thể siêu lý thế là sai nhưng không nên nói tôi nhận thấy người trong mọi chỗ bằng chân thể siêu lý cũng không nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói rằng tôi nhận thấy người trong mọi chỗ bằng chân thể siêu lý như vậy là sai dứt chinh lệ thứ ba nigaha mười hai tự ngôn ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý sắc chi katha paramatha phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn ngài nhận thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng tôi nhận thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói tôi nhận thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý thế vậy là sai nhưng không nên nói rằng tôi nhận thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói Tôi nhận thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý. Như thế vậy là sai. Dứt chinh lệ thứ tư, Nigaha. 13. Tự ngôn Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, Sakchi Katha Paramatha, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn ngài nhận thấy người theo mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó từ ngôn ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng tôi nhận thấy người theo mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói tôi nhận thấy người theo mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý như vậy là sai nhưng không nên nói rằng tôi nhận thấy người theo mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói rằng tôi nhận thấy người theo mỗi thật tướng Pháp bằng chân thể siêu lý. Thế vậy là sai. Dứt chinh lệ thứ năm, Nigaha. 14. Phản ngữ Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ ngài không nhận thấy người trong mỗi chỗ bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn không nên nói thế đó phản ngữ ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói như vậy tôi không nhận thấy người trong mỗi chỗ bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói như vậy tôi không nhận thấy người trong mỗi chỗ bằng chân thể siêu lý vậy là sai nhưng không nên nói rằng tôi nhận thấy người trong mỗi chỗ bằng chân thể siêu lý cũng không nên nói tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thấy người trong mỗi chỗ bằng chân thể siêu lý. Đó là sai. Dứt chinh lệ thứ sáu, Nigaha. 15. Phản ngữ Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ Ngài không nhận thấy trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn không nên nói cách đó phản ngữ ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng tôi không nhận thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không phải nói tôi không nhận thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý. Như thế là sai. Nhưng không nên nói rằng tôi không nhận thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý. Cũng không nên nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. Nhưng không nên nói, tôi không nhận thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý. Thế vậy là sai. Dứt Kinh Lệ thứ bảy, Nigaha 16. Phản ngữ Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, ngài không nhận thấy người trong mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn không nên nói thế đó phản ngữ ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng tôi không nhận thấy người trong mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói rằng tôi không nhận thấy người trong mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý thế vậy là sai nhưng không nên nói tôi không nhận thấy người trong mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý cũng không nên nói tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tôi không nhận thấy người trong mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý. Dứt chinh lệ thứ 8 Nigaha Phần thanh tịnh tỷ giáo Suddhi Kasan Sandana 17. Tự ngôn ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn sắc là khác người cũng là khác phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói như vậy sắc là khác người cũng là khác mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói sắc là khác người là khác như thế vậy sai nhưng cũng không nên nói rằng sắc là khác người cũng là khác cũng không nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói sắc là khác người cũng là khác như thế vậy sai 18. Tự ngôn Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Như nhận thấy tưởng, như nhận thấy hành, như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức là khác, người cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó tự ngôn ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng thức là khác người cũng là khác mà ngài từng thuật trong vấn đề đó như vậy tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thức là khác người cũng là khác thế vậy sai nhưng không nên nói rằng thức là khác người cũng là khác cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói là Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói thức là khác, người cũng là khác, như thế là sai. 19. Tự ngôn. Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy nhãn xứ bằng chân thể siêu lý phải chăng? Như nhận thấy nhĩ xứ, như nhận thấy tỷ xứ như nhận thấy thiệt xứ như nhận thấy thân xứ như nhận thấy sắc xứ như nhận thấy thinh xứ như nhận thấy khí xứ như nhận thấy vị xứ như nhận thấy xúc xứ như nhận thấy ý xứ như nhận thấy pháp xứ bằng chân thể siêu lý phải chăng 20. Như nhận thấy nhãn giới bằng chân thể siêu lý phải chăng? Như nhận thấy nhĩ giới? Như nhận thấy tỷ giới? Như nhận thấy thiệt giới? Như nhận thấy thân giới? Như nhận thấy sắc giới? Như nhận thấy thinh giới? Như nhận thấy khí giới? Gandha Datu Như nhận thấy vị giới? như nhận thấy xúc giới, như nhận thấy nhãn thức giới, như nhận thấy nhĩ thức giới, như nhận thấy tỷ thức giới, như nhận thấy thiệt thức giới, như nhận thấy thân thức giới, như nhận thấy ý giới, như nhận thấy ý thức giới, như nhận thấy pháp giới, bằng chân thể siêu lý phải chăng? 21. Tự ngôn Như nhận thấy nhãn quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng? Như nhận thấy nhĩ quyền Như nhận thấy tỷ quyền Như nhận thấy thiệt quyền Như nhận thấy thân quyền Như nhận thấy ý quyền Như nhận thấy mạng quyền Như nhận thấy nữ quyền Như nhận thấy nam quyền như nhận thấy lạc quyền, như nhận thấy khổ quyền, như nhận thấy hỷ quyền, như nhận thấy xã quyền, như nhận thấy tính quyền, như nhận thấy cần quyền, như nhận thấy niệm quyền, như nhận thấy định quyền, như nhận thấy tuệ quyền, như nhận thấy tri dị tri quyền, như nhận thấy tri dĩ tri quyền nhưng nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn tri cụ tri quyền anh nha ta vin là khác người cũng là khác phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó phản ngữ ngài nên lãnh hội chinh lệ nigaha dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri cụ tri quyền ta Vinriya, bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác mà ngài từng thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác thế vậy sai nhưng không nên nói tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói rằng tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác, như vậy là sai. 22. Phản ngữ. Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ đức thế tôn ngài có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có và ngài cũng nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ sắc là khác người cũng là khác phải chăng tự ngôn không nên nói thế đó phản ngữ ngài nên lãnh hội nghịch hành bati dù rằng đức thế tôn có phán như vậy bậc người hành hầu tự lợi vẫn có và ngài cũng nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng sắc là khác người cũng là khác mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng đức thế tôn phán dạy như vậy bậc người hành tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói sắc là khác người cũng là khác như thế vậy sai nhưng không nên nói rằng sắc là khác người cũng là khác cũng không nên nói như vậy đức thế tôn phán dạy rằng bậc người hành hầu tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy nên nói rằng đức thế tôn phán dạy như vậy người hành hầu tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói sắc là khác người cũng là khác như thế vậy là sai phản ngữ ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ đức thế tôn ngài phán dạy rằng bậc người hành tự lợi vẫn có và ngài cũng nhận thấy thọ và ngài cũng nhận thấy tưởng và ngài cũng nhận thấy hành và ngài cũng nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ Ngài nên lãnh hội nghịch hành. Dù rằng Đức Thế Tôn có phán dạy như vậy, bậc người hành hầu tự lợi vẫn có, và Ngài cũng nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thức là khác, người cũng là khác, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Nên nói rằng Đức Thế Tôn phán dạy như vậy bậc người hành hầu tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thức là khác người cũng là khác như thế vậy là sai nhưng không nên nói rằng thức là khác người cũng là khác cũng không nên nói rằng đức thế tôn ngài phán dạy như vậy bậc người hành để tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Nên nói là Đức Thế Tôn ngài phán rằng: Bậc người hành hậu tự lợi vẫn có, và tôi cũng nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói thức là khác, người cũng là khác, như thế vậy sai. 23. Phản ngữ ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ đức thế tôn ngài phán như vậy bậc người hành để tự lợi vẫn có và ngài cũng nhận thấy nhãn xứ bằng chân thể siêu lý phải chăng và ngài cũng nhận thấy nhĩ xứ và ngài cũng nhận thấy pháp xứ bằng chân thể siêu lý phải chăng 24. Phản ngữ. Ngài cũng nhận thấy nhãn giới bằng chân thể siêu lý phải chăng? Và ngài cũng nhận thấy thân giới, và ngài cũng nhận thấy sắc giới, và ngài cũng nhận thấy xúc giới, và ngài cũng nhận thấy nhãn thức giới, và ngài cũng nhận thấy ý thức giới, và ngài cũng nhận thấy pháp giới bằng chân thể siêu lý phải chăng? 25. Phản ngữ và Ngài cũng nhận thấy nhãn quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng? và Ngài cũng nhận thấy nhĩ quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng? và Ngài cũng nhận thấy tri cụ tri quyền Anjata Vindhraya bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? tự ngôn phải rồi phản ngữ đức thế tôn phán dạy rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có và ngài cũng nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ tri cụ tri quyền là khác và người cũng là khác phải chăng tự ngôn không nên nói thế đó phản ngữ ngài nên lãnh hội nghịch hành dù cho đức thế tôn phán dạy như vậy bậc người hành để tự lợi vẫn có và ngài cũng nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy nên nói rằng đức thế tôn ngài phán dạy như vậy bậc người hành để tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác như thế vậy là sai nhưng không nên nói tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác cũng không nên nói như vậy đức thế tôn phán dạy rằng bậc người hành hầu tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý mà ngài từng thuật trong vấn đề đó như vậy nên nói rằng đức thế tôn phán dạy rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác như thế vậy là sai dứt phần thanh tịnh tỷ giáo phần tỷ giáo Obama Sam Sandana 26 tự ngôn ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý sắc là khác thọ là khác phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn sắc là khác người cũng là khác phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý sắc là khác thọ cũng là khác cách đồng nhau ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng sắc là khác người cũng là khác mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý sắc là khác thọ cũng là khác tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói sắc là khác người cũng là khác cũng không nên nói như vậy tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý sắc là khác thọ cũng là khác tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý sắc là khác thọ cũng là khác tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói Sắc là khác, người cũng là khác Như thế vậy là sai 27. Từ ngôn Ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý Như nhận thấy tưởng bằng chân thể siêu lý Như nhận thấy hành Như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý Sắc là khác, thức cũng là khác phải chăng? Phải ngữ, phải rồi tự ngôn ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn sắc là khác người cũng là khác phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý. Sắc là khác, thức cũng là khác, thứ đồng nhau. Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc là khác, người cũng là khác, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Nên nói rằng, tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý sắc là khác thức cũng là khác tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói sắc là khác người cũng là khác như thế vậy sai mà không nên nói rằng sắc là khác người cũng là khác cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý, sắc là khác, thức cũng là khác. Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng, tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý, sắc là khác, thức cũng là khác. Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói sắc là khác người cũng là khác như thế vậy sai 28 tự ngôn Ngài nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tưởng như nhận thấy hành như nhận thấy thức như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý thọ là khác Sắc cũng là khác phải chăng? 29. Tự ngôn. Ngài nhận thấy tưởng bằng chân thể siêu lý như nhận thấy hành, như nhận thấy thức, như nhận thấy sắc, như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý, tưởng là khác, thọ cũng là khác phải chăng? 30. Tự ngôn. Ngài nhận thấy hành bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thức, như nhận thấy sắc, như nhận thấy thọ, như nhận thấy tưởng bằng chân thể siêu lý, hành là khác, tưởng cũng là khác phải chăng? 31. Tự ngôn. Ngài nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy sắc, như nhận thấy thọ, như nhận thấy tưởng, như nhận thấy hành bằng chân thể siêu lý, thức là khác hành cũng là khác phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn thức là khác người cũng là khác phải chăng phản ngữ không nên nói như thế tự ngôn Ngài nên lãnh hội chinh lệ Nigaha, dù rằng Ngài nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý như nhận thấy hành bằng chân thể siêu lý. Thức là khác, hành là khác, thứ đồng nhau. Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thức là khác, người cũng là khác mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý như nhận thấy hành bằng chân thể siêu lý thức là khác hành cũng là khác tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thức là khác người cũng là khác như thế vậy sai nhưng không nên nói rằng thức là khác người cũng là khác cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý như nhận thấy hành bằng chân thể siêu lý thức là khác hành cũng là khác tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng Tôi nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy hành bằng chân thể siêu lý. Thức là khác, hành cũng là khác. Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói rằng thức là khác, người cũng là khác, như thế vậy sai. 32. Tự ngôn Ngài nhận thấy nhãn xứ bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy nhĩ xứ, như nhận thấy pháp xứ bằng chân thể siêu lý. Nhãn xứ là khác, pháp xứ cũng là khác phải chăng? 33. Tự ngôn. Ngài nhận thấy nhĩ xứ, ngài nhận thấy pháp xứ bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy nhãn xứ, như nhận thấy ý xứ bằng chân thể siêu lý pháp xứ là khác ý xứ cũng là khác phải chăng ba mươi bốn tự ngôn ngài nhận thấy nhãn giới bằng chân thể siêu lý như nhận thấy nhĩ giới như nhận thấy pháp giới bằng chân thể siêu lý nhãn giới là khác pháp giới cũng là khác phải chăng ba mươi tự ngôn. Ngài nhận thấy nhĩ giới. Ngài nhận thấy pháp giới bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy nhãn giới, như nhận thấy ý thức giới bằng chân thể siêu lý. Pháp giới là khác, ý thức giới cũng là khác, phải chăng? 36. Tự ngôn Ngài nhận thấy nhãn quyền bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy nhĩ quyền như nhận thấy tri cụ tri quyền. Anyata Vindriya bằng chân thể siêu lý. Nhãn quyền là khác, tri cụ tri quyền là khác phải chăng? 37. Tự ngôn Ngài nhận thấy nhĩ quyền, Ngài nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy nhãn quyền, như nhận thấy tri dĩ tri quyền, anh nhìn riyah bằng chân thể siêu lý. Tri cụ tri quyền, Anyata Vinriya là khác. Tri dĩ tri quyền, Anyinriya cũng là khác phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri cụ tri quyền, Anyata Vinriya bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. tự ngôn, tri cụ tri quyền, anh nha ta vinriya là khác, người cũng là khác phải chăng? phản ngữ, không nên nói thế đó. tự ngôn, ngài nên lãnh hội chinh lệ, dù rằng ngài nhận thấy tri cụ tri quyền, anh nha ta vinriya bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy tri dĩ tri quyền, anh nhìn riya bằng chân thể siêu lý tri cụ tri quyền là khác tri dĩ tri quyền cũng là khác thứ đồng nhau ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri dĩ tri quyền bằng chân thể siêu lý tri cụ tri quyền là khác tri dĩ tri quyền là khác tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác như thế vậy là sai nhưng không nên nói tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác cũng không nên nói tôi nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri dĩ tri quyền bằng chân thể siêu lý tri cụ tri quyền là khác tri dĩ tri quyền cũng là khác tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý mà ngài từng thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri dĩ tri quyền bằng chân thể siêu lý tri cụ tri quyền là khác tri dĩ tri quyền cũng là khác tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác như thế vậy là sai. 38. Phản ngữ. Ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý. Sắc là khác, thọ cũng là khác phải chăng? Từ ngôn phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn có phán rằng, bậc người hành hầu tự liên quan vẫn có và ngài cũng nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ sắc là khác người cũng là khác phải chăng tự ngôn không nên nói cách đó phản ngữ ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý sắc là khác thọ cũng là khác đức thế tôn có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có và ngài cũng nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng sắc là khác người cũng là khác mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý sắc là khác họ cũng là khác đức thế tôn ngài có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có và tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói sắc là khác người cũng là khác như thế vậy là sai nhưng không nên nói sắc là khác người cũng là khác cũng không nên nói tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý sắc là khác thọ cũng là khác đức thế tôn ngài có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có và tôi vẫn thấy sắc bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý sắc là khác thọ cũng là khác Đức Thế Tôn có phán rằng: Bậc người hành để tự lợi vẫn có, và tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói sắc là khác, người cũng là khác, như thế vậy sai. 39. Phản ngữ. Ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy tưởng, như nhận thấy hành, như nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý. Sắc là khác, thức cũng là khác, phải chăng? 40. Phản ngữ Ngài nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy tưởng, như nhận thấy hành, như nhận thấy thức, như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý. Thọ là khác, sắc cũng là khác, phải chăng? 41 phản ngữ. Ngài nhận thấy tưởng bằng chân thể siêu lý như nhận thấy hành, như nhận thấy thức, như nhận thấy sắc, như nhận thấy thọ bằng chân thể siêu lý, tưởng là khác, thọ cũng là khác phải chăng? 42. phản ngữ. Ngài nhận thấy hành bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy thức, như nhận thấy sắc, như nhận thấy thọ như nhận thấy tưởng bằng chân thể siêu lý, hành là khác, tưởng cũng là khác phải chăng? 43. Phản ngữ. Ngài nhận thấy thức bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy sắc, như nhận thấy thọ, như nhận thấy tưởng, như nhận thấy hành bằng chân thể siêu lý, thức là khác, hành cũng là khác phải chăng? 44 phản ngữ Ngài nhận thấy nhãn xứ bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy nhĩ xứ, như nhận thấy pháp xứ bằng chân thể siêu lý. Nhãn xứ là khác, pháp xứ cũng là khác phải chăng? 45. Phản ngữ Ngài nhận thấy nhĩ xứ, pháp xứ bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy nhãn xứ, như nhận thấy ý xứ bằng chân thể siêu lý. Pháp xứ là khác, ý xứ cũng là khác phải chăng? 46. Phản ngữ. Ngài nhận thấy nhãn giới bằng chân thể siêu lý như nhận thấy nhĩ giới, như nhận thấy pháp giới bằng chân thể siêu lý. Nhãn giới là khác, pháp giới cũng là khác phải chăng? 47. Phản ngữ. Ngài nhận thấy nhĩ giới bằng chân thể siêu lý Ngài nhận thấy pháp giới bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy nhãn giới, như nhận thấy ý thức giới bằng chân thể siêu lý. Pháp giới là khác, ý thức giới cũng là khác phải chăng? 48. Phản ngữ. Ngài nhận thấy nhãn quyền bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy nhĩ quyền, như nhận thấy tri cụ tri quyền anh vinriya bằng chân thể siêu lý nhãn quyền là khác tri cụ tri quyền là khác phải chăng 49 phản ngữ ngài nhận thấy nhĩ quyền tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý như nhận thấy nhãn quyền như nhận thấy tri dĩ tri quyền anh vinriya bằng chân thể siêu lý tri cụ tri quyền anh riya là khác tri dĩ tri quyền anh nhìn riya cũng là khác phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ đức phật ngài có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có và ngài cũng nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác phải chăng tự ngôn không nên nói thế đó phản ngữ ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng ngài nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri dĩ tri quyền bằng chân thể siêu lý tri cụ tri quyền là khác tri dĩ tri quyền cũng là khác đức thế tôn ngài có phán như vậy bậc người hành để tự lợi vẫn có và ngài cũng nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý tri cụ tri quyền là khác tri dĩ tri quyền cũng là khác đức phật ngài có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói rằng tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác như thế vậy sai nhưng chớ nên nói như vậy tri cụ tri quyền là khác người cũng là khác cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý như nhận thấy tri dĩ tri quyền bằng chân thể siêu lý tri cụ tri quyền là khác tri dĩ tri quyền cũng là khác đức phật ngài có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có và tôi nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng, tôi nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy tri dĩ tri quyền bằng chân thể siêu lý. Tri cụ tri quyền là khác, tri dĩ tri quyền cũng là khác. Đức Phật ngài có phán rằng, bậc người hành để tự lợi vẫn có, và tôi nhận thấy tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý. Nhưng không nên nói tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác, như thế vậy là sai. Dứt phần tỷ giảo, Obama-san, Sandana Phần tứ chủng tỷ, Chatukka Nayasan Sandana Năm mươi Tự ngôn ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng phản ngữ phải rồi tự ngôn sắc là người phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng sắc là người mà ngài từng thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói sắc là người như thế vậy sai nhưng không thể nói sắc là người cũng không nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói sắc là người, như thế vậy sai. 51. Tự ngôn Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn Người trong sắc, phải chăng? Người ngoài ra sắc, phải chăng? Sắc trong người, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó tự ngôn. Ngài nên lãnh hội chinh lệ, dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. Chính do nhân đó, ngài mới nói rằng sắc trong người mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói sắc trong người như thế vậy sai. Nhưng chớ nói rằng sắc trong người cũng chẳng nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng chớ nên nói sắc trong người như thế vậy sai. 52. Từ ngôn Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ phải rồi tự ngôn thọ là người phải chăng người trong thọ phải chăng người ngoài ra thọ phải chăng thọ trong người phải chăng tưởng là người phải chăng người trong tưởng phải chăng người ngoài ra tưởng phải chăng người trong người phải chăng hành là người phải chăng người trong hành phải chăng người ngoài ra hành phải chăng hành trong người phải chăng thức là người phải chăng người trong thức phải chăng người ngoài ra thức phải chăng thức trong người phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng thức trong người mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói thức trong người như thế vậy sai nhưng chớ nên nói rằng thức trong người cũng không nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói thức trong người như thế vậy sai. 53. Tự ngôn Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi tự ngôn nhãn xứ là người phải chăng người trong nhãn xứ phải chăng người ngoài ra nhãn xứ phải chăng nhãn xứ trong người phải chăng pháp xứ là người phải chăng người trong pháp xứ phải chăng pháp xứ trong người phải chăng 54 nhãn giới là người phải chăng người trong nhãn giới phải chăng? Người ngoài ra nhãn giới phải chăng? Nhãn giới trong người phải chăng? Pháp giới là người phải chăng? Người trong pháp giới phải chăng? Người ngoài ra pháp giới phải chăng? Pháp giới trong người phải chăng? 55. Tự ngôn Nhãn quyền là người phải chăng? Người trong nhãn quyền phải chăng? Người ngoài ra nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền trong người phải chăng? Tri cụ tri quyền là người phải chăng? Người trong tri cụ tri quyền, Anyata Vinriya phải chăng? Người ngoài ra tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền trong người phải chăng? Phản ngữ không nên nói thế đó tự ngôn ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý chính do nhân đó ngài mới nói rằng tri cụ tri quyền trong người mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không nên nói tri cụ tri quyền trong người như thế vậy là sai. Nhưng chớ nói rằng tri cụ tri quyền trong người. Cũng không nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tri cụ tri quyền trong người như thế vậy là sai. 56. mươi phản ngữ ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ đức phật ngài có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có như thế phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ sắc là người phải chăng tự ngôn không nên nói thế đó phản ngữ ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng đức phật ngài có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có chính do nhân đó ngài mới nói rằng sắc là người mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng đức phật có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có nhưng không nên nói sắc là người thế vậy là sai. Nhưng chớ nên nói, sắc là người. Cũng không nên nói, Đức Phật có phán rằng, bậc người hành để tự lợi vẫn có. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng, Đức Phật, Ngài có phán như vậy. bậc người hành để tự lợi vẫn có. Chớ nên nói sắc là người, vì thế vậy sai. 57 Phản ngữ Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ Đức Phật Ngài có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có Như thế vậy phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ Người trong sắc, phải chăng? Người ngoài ra sắc, phải chăng sắc trong người phải chăng thọ trong người phải chăng người trong thọ phải chăng người ngoài ra thọ phải chăng thọ trong người phải chăng tưởng là người phải chăng người trong tưởng phải chăng người ngoài ra tưởng phải chăng tưởng trong người phải chăng hành là người phải chăng người trong hành phải chăng người ngoài ra hành phải chăng hành trong người phải chăng thức là người phải chăng người trong thức phải chăng thức ngoài ra người phải chăng thức trong người phải chăng tự ngôn không nên nói thế đó phản ngữ ngài nên lãnh hội nghịch hành dù cho đức phật có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có chính do nhân đó ngài mới nói rằng thức trong người mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng đức phật có phán như vậy người hành để tự liên quan vẫn có mà không nên nói thức trong người thế vậy là sai nhưng chớ nên nói thức trong người cũng chẳng nên nói đức phật có phán như vậy bậc người hành để tự lợi vẫn có mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng đức thế tôn ngài có phán như vậy bậc người hành để tự lợi vẫn có nhưng chớ nên nói thức trong người như thế vậy sai 58 Phản ngữ Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ Đức Phật Ngài có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có. Như thế phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ Nhãn xứ là người phải chăng? người trong nhãn xứ phải chăng người ngoài ra nhãn xứ phải chăng nhãn xứ trong người phải chăng pháp xứ là người phải chăng người trong pháp xứ phải chăng người ngoài ra pháp xứ phải chăng pháp xứ trong người phải chăng nhãn giới là người phải chăng người trong nhãn giới phải chăng Người ngoài ra nhãn giới phải chăng? Nhãn giới trong người phải chăng? Pháp giới là người phải chăng? Người trong pháp giới phải chăng? Người ngoài ra pháp giới phải chăng? Pháp giới trong người phải chăng? 59. Phản ngữ. Nhãn quyền là người phải chăng? người trong nhãn quyền phải chăng? Người ngoài ra nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền trong người phải chăng? Tri cụ tri quyền, Anyata Vinriya là người phải chăng? Người trong tri cụ tri quyền phải chăng? Người ngoài ra tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền trong người phải chăng? Tự ngôn không nên nói thế đó phản ngữ ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng đức phật có phán như vậy bậc người hành để tự lợi vẫn có chính do nhân đó ngài mới nói rằng tri cụ tri quyền trong người mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng đức phật ngài có phán như vậy bậc người hành để tự lợi vẫn có nhưng không nên nói tri cụ tri quyền trong người như thế vậy là sai nhưng chớ nên nói tri cụ tri quyền trong người cũng chẳng nên nói phật ngài có phán như vậy bậc người hành để tự lợi vẫn có mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng đức phật có phán như vậy bậc người hành để tự lợi vẫn có nhưng chớ nên nói tri cụ tri quyền trong người như thế vậy sai dứt phần tứ chủng tỷ cha túc kha na ya san sandana phần tướng bình đẳng lakhana yuti kata sáu mươi tự ngôn. Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người hữu duyên, sắp bắt cha gia, phải chăng? Người vô duyên, áp bắt cha gia, phải chăng? Người là hữu vi, phải chăng? Người là vô vi, phải chăng? Người trường tồn Ta phải chăng? Người vô thường, Asasata, phải chăng? Người hữu tướng, Sanimitta, phải chăng? Người vô tướng, Animitta, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Gión gọn, Sankhita. 61. Phản ngữ, ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ đức phật có phán rằng bậc người hành để tự lợi vẫn có như thế phải chăng tự ngôn phải rồi phản ngữ người hữu duyên phải chăng người vô duyên phải chăng người là hữu vi phải chăng Người là vô vi, phải chăng? Người là trường tồn, phải chăng? Người không trường tồn, phải chăng? Người hữu tướng, phải chăng? Người vô tướng, phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. Gión gọn, sang khít ta. Dứt phần tướng bình đẳng. ngữ thanh khiết Vô cha na sô na 62. Tự ngôn Người là thật tướng mà nhận thấy đặng Thật tướng chỗ nhận thấy đặng cũng là người phải chăng Phản ngữ Người là thật tướng hoặc có chỗ nhận thấy đặng Thành người hoặc không thành người Tự ngôn Hoặc có người là thật tướng mà nhận thấy đặng hoặc thành thật tướng mà nhận thấy không đặng phải chăng? Phản ngữ, không nên nói cách đó. 63. Tự ngôn. Người là thật tướng chắc thật, chân thể, thật tướng chắc chắn cũng là người phải chăng? Phản ngữ. Người là thật tướng chỗ chắc chắn, nhưng thật tướng lối chắc chắn cũng có thành người, cũng không thành người. Tự ngôn, cũng có người là thật tướng chắc chắn, cũng có người là phi thật tướng chắc chắn phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 64. Tự ngôn, người là thật tướng chỗ đang gặp gỡ, thật tướng chỗ đang gặp gỡ cũng là người phải chăng? Phản ngữ người là thật tướng chỗ đang gặp gỡ, nhưng thật tướng chỗ đang gặp gỡ hoặc thành người, hoặc không thành người. Tự ngôn. Cũng có người thành thật tướng chỗ đang gặp gỡ, cũng không có thành thật tướng chỗ đang gặp gỡ phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 65. Tự ngôn người thành thật tướng đang hiện bày thật tướng đang hiện bày đang thành người phải chăng phản ngữ người thành thật tướng chỗ đang hiện bày nhưng thật tướng chỗ đang hiện bày hoặc thành người hoặc không thành người tự ngôn có người thành thật tướng đang hiện bày cũng có không thành thật tướng đang hiện bày phải chăng phản ngữ không nên nói thế đó 66. Tự ngôn: Người thành thật tướng đang có, thật tướng đang có cũng thành người phải chăng? Phản ngữ: Người thành thật tướng đang có, nhưng thật tướng đang có hoặc thành người, hoặc không thành người. Tự ngôn: Có người thành thật tướng đang có, hoặc không thành thật tướng đang có phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 67. Tự ngôn. Người thành thật tướng chỗ đang có, nhưng thật tướng chỗ đang có không thành người tất cả phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Người thành thật tướng chỗ đang có, nhưng thật tướng chỗ đang không có, không thành người tất cả phải chăng? Phản ngữ không nên nói thế đó. Rút gọn, sang ta.